Đâu chào cả nhà nhé. Hôm nay bây giờ thì thầy sẽ chữa cho chúng ta cái phần chia dạng bài tập phần chứng điện ly, cái dạng số 1. Dạng đầu tiên của chúng ta là dạng chất điện ly yếu, chất điện ly mạnh. Thì ở trong phần lý thuyết thì thầy đã nói rất là rõ chúng ta về cái phần là thế nào để mình biết được anh nào là chất một anh chất điện ly yếu và thế nào là có anh chất điện ly mạnh rồi. Thì bây giờ trong cái nội dung bài học của chúng ta ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải bài tập để làm sao ta làm bài tập là nhanh nhất nhá. Câu số 1 là chất điện ly là chất tan trong nước. Theo định nghĩa thì nó là phân ly ra ion đúng không? Phân ly ra ion hoặc là các hạt mang điện thì nó là ion nữa. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 2, chất nào sau đây là chất điện ly? Thì chất điện ly nó là những cái anh là axit bazơ đúng không? Muối và nước, chứ còn rượu là không có trong đó, xăng không có trong đó đúng không? Glucose cũng không. Thì ba cái anh đấy không phải là chất điện ly. Chất ly chúng ta là axit sulfuric C. Câu số 3, dung dịch điện ly là một dung dịch. Câu số 3, dung dịch điện ly là một dung dịch, bởi vì nó phân ly ra các hạt mang điện đúng không, thì nó phải là một dung dịch dẫn điện nhé. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 4, dung dịch chất điện ly dẫn điện được là do sự chuyển động của dung dịch chất điện ly ấy, nó dẫn điện được đó là do sự chuyển động của các gì ạ, cation và anion nhé. Còn các phân tử thì nó không mang điện nên là không thể tính các phân tử hòa tan được, nên đáp án của chúng ta đáp án A. Câu số 5, vì sao dung dịch của các axit bazơ và muối thì đều dẫn được điện? Vì sao các dung dịch của axit bazơ và muối thì đều dẫn được điện? Là bởi vì là các cái dung dịch của các axit bazơ muối có khả năng phân ly ra ion trong dung dịch, và ion thì nó là các hạt mang điện thì nó có thể làm hạt truyền điện ở bên trong dung dịch đó. Câu số 6 là cho các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch có khả năng dẫn điện lớn nhất là, chúng ta lưu ý thế này ạ, là cái khả năng dẫn điện của một dung dịch ấy, là nó phụ thuộc vào là cái các ion hay là các hạt truyền tải điện ở bên trong dung dịch đó. Vậy ở đây thì cái dung dịch nào mà có khả năng dẫn điện lớn nhất do đề bài nó cho cùng nồng độ rồi, thì khi và chỉ khi dung dịch đó nó điện ly ra được càng nhiều ion càng tốt, nhưng yêu cầu đầu tiên nó phải là chất điện ly mạnh. NaCl chất điện ly mạnh, Na2F4 chất điện ly mạnh, H2S3 chất điện ly yếu, CH3COH chất điện ly yếu, bỏ hai đằng này rồi. Vậy mình còn anh NaCl và anh Na2F4. NaCl điện ly hoàn toàn để tạo thành Na cộng và Cl trừ. Còn Na2SO4 điện ly hoàn toàn tạo thành 2 Na cộng và SO4 2 trừ. Vậy ở đây mình sẽ thấy rằng là với nếu một anh một phân tử NaCl thì mình chỉ điện ly được 2 ion. Còn nếu với một anh Na2SO4 thì mình điện ly được 3 ion. Đúng chưa? Vậy ở đây mình sẽ có dung dịch có khả năng dẫn điện lớn nhất là CN2SO4. C. Câu số 7, các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất? Tương tự như vậy thầy đã nói ở nãy đúng không ạ? Anh NH4NO3 thì nó điện ly hoàn toàn tạo thành NH4 cộng cộng với lại NO3 trừ. Anh Al243 3 lần thì điện ly hoàn toàn tạo thành 2 thằng nhôm 3 cộng cộng với lại 3 thằng SO4 2 trừ. Thằng 24 điện ly hoàn toàn tạo thành 2H cộng cộng với một anh SO4 2 trừ. Anh Ca2 lần thì điện ly hoàn toàn tạo thành anh canxi 2 cộng cộng 2 anh OH trừ. Thế vì vậy nên suy ra đúng không? Anh nào điện ly ra nhiều ion nhất ạ? Anh này 2 ion, anh này là 5 ion. Anh này 3 ion, anh này 3 ion. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ cứ điện ly ra càng nhiều ion nhất thì nó càng dẫn điện tốt nhất. Câu số 8 ạ, dãy gồm các chất điện ly yếu. Ở trong này những anh nào là anh điện ly yếu? Điện ly yếu là những anh mà axit yếu đúng không? Bazơ yếu, axit yếu, bazơ yếu. Axit mạnh vớt. Đúng chưa? Axit mạnh vớt. Đúng không ạ? Bazơ mạnh vớt đây, axit yếu này. Bazơ yếu này. Vậy chất điện ly yếu của chúng ta nó là đáp án đúng là đáp án C. Câu số 9, cho các chất sau, chất điện ly yếu là. Tương tự như vậy mình có là chất điện ly yếu là các axit yếu này, bazơ yếu này và nước. Vậy ở đây mình sẽ có ngay lập tức là đáp án B mình loại thằng H24 là axit mạnh. Đúng không? Mình cứ đi chọn như vậy thôi. Đáp án C mình loại H24 cũng là axit mạnh. Đúng chưa? Đáp án A loại thằng NH4Cl là muối, muối lúc nào cũng là chất điện ly mạnh. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu số 10. Câu số 10. Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện ly mạnh? Câu số 10, dãy chất nào dưới đây đều là chất điện ly mạnh? Chất điện ly mạnh là axit bazơ và muối. Đây, axit bazơ muối. A đúng luôn. Đáp án B loại thằng CH3COH. Đáp án C loại thằng HgCl2. Đáp án D loại thằng HNO2. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 11. Câu số 11. Cho các chất sau, chất điện ly mạnh là, đúng không? Anh CH5OH là chất không điện ly, nó không phải là axit, không phải bazơ, không phải muối, đúng không? Anh COH đây lần là bazơ yếu nên nó là chất điện ly yếu, không phải chất điện ly mạnh, nhá.
anh gì ạ? HCL này, CaCO3 này, NaCl nhìn này, CuH 2 lần là bao giờ yếu không phải chất điện đi mạnh. Vớt đáp án đúng đáp án C. Muối này, bazơ này, axit này, muối này đều là chất điện lý mạnh. Câu 12. Dung dịch CH3COH có chứa, chúng ta lưu ý ở trong này thì đã có ví dụ chúng ta CH3COOH nó là chất điện ly yếu nên nó điện ly không hoàn toàn để tạo thành CH3CO trừ cộng với H cộng. Vậy trong dung dịch nó sẽ tồn tại CH3CO trừ H cộng và cả CH3COH nha. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu số 13. Trong dung dịch H2S coi sự điện ly của nước là không đáng kể thì nó có thể chứa cái gì? Thì trong dung dịch H2S như ở trong ví dụ thầy đã có ghi ạ, đúng không? H2S thì nó sẽ điện ly nấc đầu tiên để tạo thành HS trừ cộng H cộng. Sau đó HS trừ lại điện ly không hoàn toàn tiếp nấc thứ hai để tạo thành H cộng cộng S2 trừ. Vậy ở trong dung dịch chúng ta sẽ tồn tại S2 trừ H cộng HS trừ và cả H2S nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 14 ạ. H24 và HNO3 là axit mạnh, còn HNO2 là axit yếu cùng nồng độ 0,01 mol trên lít. Nồng độ mol trên lít của mỗi dung dịch được sắp xếp theo chiều giảm dần như sau. Thứ nhất, thằng H2SO4 nó điện ly hoàn toàn thì nó điện ly tạo thành 2H cộng cộng SO42 trừ. Anh này là 0,01 thì suy ra H cộng đây là 0,02. Được không ạ? Anh HNO3 điện ly hoàn toàn tạo thành H cộng cộng với lại NO3 trừ. Anh này là 0,01 thì anh này là 0,01. Được chưa? Vậy nồng độ H cộng của H24 lớn hơn HNO3. Đúng chưa? H24 phải lớn hơn NO3. H24 lớn hơn NO3 đúng này. H24 nhỏ hơn HNO3 sai này. H24 nhỏ hơn HNO3 sai này. H24 lớn hơn NO3. Mặt khác HNO3, HNO2 là axit yếu thì nó điện ly không hoàn toàn nên chắc chắn HNO2 phải yếu hơn HNO3. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể đáp án B. H cộng HNO2 yếu hơn H cộng của HNO3 yếu hơn H cộng của H24 B1. Câu 15. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,1 m, nếu bỏ qua sự điện ly của nước thì đánh giá nào đúng về nồng độ mol sau đây? Thì có phải mình có là CH3COOH mũi tên hai chiều để tạo thành CH3COO trừ cộng H cộng không ạ? Anh này là 0,1 thì anh này nhỏ hơn 0,1. Vậy nồng độ H cộng có phải nhỏ hơn 0,1? Bởi vì là nó không phải là hoàn toàn là CH3CO trừ điện đi ra hết được. Vậy nồng độ H cộng phải nhỏ hơn 0,1 m. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 16. 16 thì dễ nhỉ. 0,6 mol Na2SO4. Na2SO4 điện ly hoàn toàn thành 2Na cộng cộng với lại SO42 trừ. Đúng không ạ? Na cộng là S42 trừ. Vậy số mol Na2SO4 là 0,6 thì suy ra số mol Na cộng là 0,6 nhân 2 bằng 1,2. Số mol của Na cộng là bằng 1,2, vậy thì hoàn toàn đến đây mình tìm được nồng độ. Không máy tính rồi. Đợi thầy tí xíu. À đây. Đây là số mol nhé, số mol của Na cộng trong dịch là 1,2, vậy nồng độ là 1,2 chia 1,5 bằng 0,8. Vậy nồng độ của Na cộng là 0,8. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 18 ạ. Nồng độ mol trên lít của ion Cl trừ. Cl trừ thì mình có là CaCl2 này, điện đi hoàn toàn ở đến canxi2 cộng này, cộng với lại 2Cl trừ này. Đây nồng độ của CaCl2 là 0,3, vậy suy ra nồng độ Cl trừ bằng 0,3 nhân 2 bằng 0,6. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu số 19 ạ. 19 giờ mình nhẩm nhá. Mình nhẩm được không ạ? Nhẩm cho nhanh. Mình có là số mol của thằng Na2CO3 là 1,06 mà chia cho phân tử của anh này là 106 thì bằng 0,01. Vậy đến đây mình tìm được nồng độ của Na2CO3. Nồng độ của Na2CO3. Nồng độ của nó là 0,01 chia cho 0,1 thì bằng 0,1. Vậy suy ra Na cộng sẽ là 0,2. Vậy nồng độ của nó là bằng 0, đây là không, số mol là 0,01 chia 0,1 bằng 0,1 nhá. 0,1 nhân 2 bằng 0,2, vậy nồng độ của nó là 0,2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. B. Bỏ. Câu 20 ạ. 20 dễ ạ. A là 24 loãng có chứa 0,4, 0,6 mol S42 trừ. Giờ chúng ta luyện tập cái cách làm bảo toàn nguyên tố nhé. 0,6 mol S42 trừ mà trong anh này có chứa 3 anh. Vậy là 0,6 chia 3, số mol nó bằng 0,2. Đúng không? 0,6 chia 3. Không tin mình có thể nhẩm lại. 0,2 nhân 3 đúng bằng 0,6. Được chưa? Vậy suy ra trong nó sẽ có chứa bao nhiêu nhôm 3 cộng? 0,2 nhân 2 bằng 0,4. A đúng này. Cái này sai này, cái này sai này. À đúng.
đúng ạ. Câu 21 mới là một câu hay. Thêm từ từ từng giọt dung dịch axit sulfuric H2SO4 vào BaOH2 lần để tạo thành kết tủa BaSO4 cộng nước. Chúng ta lưu ý nha. Đầu tiên là xuất hiện kết tủa. Khi mà xuất hiện kết tủa này thì nó sẽ làm giảm mật độ ion ở bên trong dung dịch. Vậy khi mà giảm mật độ ion của trong dung dịch thì độ dẫn điện nó sẽ bị giảm nhá. Lúc đầu nó phải giảm dần, giảm, không thể tăng, không thể tăng được. Sau đó ở đây là cho từ từ từng giọt axit sulfuric đến dư. Vậy sau khi nó giảm hết rồi, sau khi ăn hết BaOH2 lần rồi, thì H2O4 không còn nữa. À thì H2O4 vẫn vào thêm. Thì lúc này là nồng độ là độ dẫn điện giảm hết mức có thể rồi, không còn ion nữa rồi. Thì lúc này thêm H2O4 vào. H2O4 vào thì nó lại điện ly tạo thành H cộng cộng F42 trừ, lại tăng thêm nồng độ các ion. Vì vậy là lúc đầu giảm rồi sau đó tăng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 21 đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nhá, rất là dễ. Ok ạ.